đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh gồm Sở Y tế, Công an tỉnh và Cục Quản lý Thị trường đã tổ chức đi kiểm tra các dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ, spa, phun xăm thẩm mỹ, mắt kính trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại các dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ, spa, phun xăm thẩm mỹ, mắt kính. Qua công tác kiểm tra, bên cạnh một số cơ sở làm đẹp chấp hành nghiêm các quy định trong giấy phép hoạt động kinh doanh, thì cũng còn một số cơ sở làm đẹp vi phạm trong lĩnh vực hành nghề, lấn sân khám chữa bệnh trái phép, cụ thể là phẫu thuật thẩm mỹ tiêm filler. Đoàn đã tiến hành lập biên bản thu giữ tang vật để có hình thức xử lý đối với những cơ sở làm đẹp thẩm mỹ trên địa bàn thành phố Đà Lạt vi phạm. Hiện đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đang tiếp tục đi kiểm tra các dịch vụ làm đẹp thẩm mỹ spa, phun xăm thẩm mỹ, mắt kính trên địa bàn toàn tỉnh từ nay cho đến ngày 9 tháng 2 năm 2023.